Gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Thị Hùng bán nhà ở Bắc Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống website nhà đất thị hùng.com và trên hệ thống fanpage Facebook Zalo Nhà Đất Thị Hùng bán nhà ở Bắc Tân Bình và quận 12. Buổi chiều hôm nay Hùng sẽ đến với trục đường Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà với diện tích ngang 4,5 m, độ dài gần 14 m, thiết kế là 1 trệt và 3 lầu. Nhà mình có hướng chính đông, phù hợp với quý chị mình phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta. Căn nhà thiết kế rất đẹp với diện tích ngang 4,5 m nha mọi người. Và chúng ta sẽ tham quan con đường trước nhà. Con đường trước nhà mình là một con đường hẻm một sẹc 4 m, cách mặt tiền đường chính đường lớn của chúng ta khoảng chừng 50 m thôi, xe hơi vào tận nhà. Và căn nhà mình rất là gần đường chính nha mọi người, hẻm một sẹc nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong để tham quan căn nhà. Bên ngoài đây chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn và bên trong đấy chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt. Nhà mình được thiết kế 1 trệt và 3 lầu, ngang 4,5 m, rất là rộng rãi. Và gia chủ đang giảm tới 500 triệu đồng, giá bán bây giờ chỉ còn là chào bán với giá 5.900.000 thôi. Quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một căn nhà hẻm một sẹc có giá bán cực kỳ mềm nha mọi người, với diện tích ngang 4,5 m, độ dài gần 14 m. Và ở đây thì chúng ta thấy này, có khu vực để tủ kệ tivi, có những cái tủ rượu, và bên này là khu vực để sofa với tủ giày dép bên này và sofa. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Đây là khu vực không gian phòng khách và khu vực để xe máy nha. Đây, trên là đèn chùm và trần thạch cao. Và vị trí căn nhà thì nằm kề bên là công viên làng hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà này có thể gọi đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một căn nhà bán giá rất mềm mại nha quý anh chị ơi. Mọi người quan tâm đến căn nhà này hãy bốc máy và gọi ngay cho Huy Hùng đi để được tư vấn và đi xem nhà, cũng như là được hỗ trợ vay ngân hàng từ 60 đến 80% giá trị căn nhà. Đây là căn nhà tặng kèm nội thất bên trong như là sofa, bàn ăn, giường ngủ và rất là nhiều nội thất trang trí khác nhau sẽ được chủ nhà tặng lại hết khi chúng ta mua. Với cách thiết kế và bố trí không gian cực kỳ sang như thế này, như quý anh chị đang thấy đây, nhà mình quá đẹp nha. Di chuyển vào trong thì chúng ta tới với khu vực cầu thang, với cầu thang được ép sát vào bên tường với những cái khu vực kệ, khu vực cầu thang và khu vực để tủ kệ trang trí. Đây, bên này thì có những cái thảm tường trang trí này. Phía sau là khu vực không gian phòng bếp với bộ bàn ăn 4 ghế, phía trên là đèn chùm và trần thạch cao. Quý anh chị thấy không, rất đẹp nha. Phía sau là khoảng giếng trời và khu vực phòng bếp. Đây là khu vực đặt bếp này, có khu vực bồn rửa chén bát, khu vực mặt đá bếp và khu vực tủ kệ bếp trên dưới. Bên đây là khu vực đặt bàn ăn. Đây là Hùng quay từ phía sau ra phía ngoài này, ngang 4,5 m, độ dài lên tới gần 14 m. Và gia chủ thiết kế là 1 trệt và 3 lầu, tặng kèm nội thất. Phía dưới cầu thang chúng ta có một phòng vệ sinh dưới tầng trệt. Và di chuyển ra đây chúng ta sẽ tham quan lại khu vực không gian phòng khách từ trong ra này. Đây là không gian phòng khách từ trong ra nha. Vị trí nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, gần với công viên làng hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Cầu thang thì ốp đá hoa cương, tay vịn cam xe và lan can được làm bằng sắt CNC.
Chúng ta đang di chuyển lên lầu với không gian phòng ngủ số 1 và số 2. Nhà mình dính chờ ở giữa nhà này quý anh chị, dính chờ ở giữa nha. Bên hông cầu thang. Và chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ phía sau với giường ngủ, chăn ga gối đệm và khu vực gắn ống máy lạnh trang trí. Đây là phòng ngủ số 1. Bên này có tủ kệ tivi. Đây là phòng ngủ số 1 ở căn nhà nha quý anh chị ơi. Quý hàng nào đang có tầm tiền 5 tỷ, 5 tỷ rưỡi thì hãy xem căn nhà này và chúng ta sẽ thương lượng để chúng ta mua được giá tốt nhất nha. Chúng ta qua phòng ngủ số 2. Và mỗi lầu chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh này. Nhà mình có 3 phòng vệ sinh nha. Với bồn rửa mặt, vòi tắm sân thuyền, vòi tắm hoa sen và bồn cầu. Ta qua phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì cũng có tủ kệ tivi này, giường ngủ này, tủ áo, ống máy lạnh để chúng ta gắn máy lạnh. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Phía trước là ban công và cửa sổ ra ban công cũng là cửa đi ra ban công. Đây là ban công này. Nhà mình thì màn rèm cửa được gia chủ gắn bị chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta mua thì chỉ việc sắm thêm máy lạnh thôi. Ta vừa tham quan xong hai phòng ngủ đầu tiên. Rồi tiếp tục di chuyển lên trên lầu để chúng ta tham quan phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Nhà mình thì từ nhà mình chúng ta đi ra khu vực sân bay Tân Nhất khoảng chừng 10 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 30 phút. Với một căn nhà diện tích ngang 4,5 m mà giá bán chỉ có hơn 5 tỷ như thế này thì quá là mềm mại cho những vị khách hàng nào đang có tầm tiền từ 5 tỷ đến 6 tỷ thì chúng ta hãy đi xem căn nhà này. Một căn nhà khá rộng, diện tích cũng đẹp và vị trí cũng khá gần đường chính để chúng ta tiện vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh buôn bán, làm showroom spa. Rất là tuyệt vời. Giá bán quá mềm luôn nha quý anh chị. Đây là phòng ngủ số 4. Quý hàng quan tâm đến căn nhà này có thể gọi đến cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để tư vấn và dẫn đi xem nhà miễn phí, cũng như là được hỗ trợ vay ngân hàng từ 60 đến 80% giá trị căn nhà, và chúng ta còn được giảm giá từ 2 đến 500 triệu đồng một căn nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà mình thì gia chủ có gắn sẵn dàn điện mặt trời rồi. Đây chúng ta sẽ đến với sân thượng sau này. Đây sân thượng sau này và phòng giặt cũng như là sân phơi ở đây. Phía trên là dàn điện mặt trời. Đây là dàn điện mặt trời nha mọi người. Đó. Cái điện mặt trời này thì chúng ta xài đủ với gia đình mình luôn, không cần tốn điện nhà nước nữa nha. Đây là khu vực đồng hồ có điện mặt trời. Rồi chúng ta sẽ qua khu vực phòng thờ và sân thượng trước. Đây sẽ là phòng thờ. Phòng thờ nha quý anh chị. Và ngoài này sẽ khu vực sân thượng trước. Quý anh chị khách hàng đang tìm một căn nhà sát vào tiền đường hẻm một xẹt để vừa ở vừa kinh doanh bán thì hãy lựa chọn căn nhà này. Căn nhà diện tích có 4,5 m mà giá bán chỉ có 5 tỷ 9 thôi. Rồi quý anh chị quan tâm hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại.